dưới bầu trời rực rỡ của thành phố xa hoa bạch lưu sương một cô gái tưởng chừng đã có tất cả sự nghiệp tình yêu và một hôn ước hạnh phúc nhưng thế giới của cô sụp đổ khi phát hiện vị hôn phu lâu năm phản bội không chỉ làm tổn thương lòng tin của cô mà còn để lại vết thương sâu trong tim trong một đêm trốn chạy khỏi nỗi đau cô gặp tề mặc người đàn ông bí ẩn nhưng cuốn hút đến lạ một đêm cuồng nhiệt khiến họ không thể quên nhau nhưng điều bạch lưu sương không ngờ là Tề mặc đã âm thầm theo dõi và yêu cô từ rất lâu. Không phải vì sự hoàn hảo của cô, mà vì chính những nỗi đau và sự mạnh mẽ ẩn giấu sau nụ cười ấy. Dần dần tề mặc bước vào cuộc sống của cô, giúp cô lấy lại niềm tin và cùng cô vả mặt tên vị hôn phu bội bạc khiến anh ta phải trả giá cho những sai lầm của mình. Liệu cô có đủ can đảm để mở lòng một lần nữa để đón nhận tình yêu chân thành từ một người đàn ông luôn dõi theo cô trong thầm lặng? Mời quý vị khán thính giả cùng đón nghe chọn bộ truyện trên kênh youtube Nghe audio truyện ngôn tình qua giọng đọc của Hạ Vũ Rất mong nhận được sự đón nhận của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh Để tin chuyện có thêm động lực, sản xuất thêm nhiều nội dung mới Chúc khán thính giả có những giây phút thật thư giãn khi nghe chuyện Hôm nay là buổi tiệc độc thân trước hôn lễ của Bạch Lưu Sương và Đặng Vũ Phi nhưng với tư cách là nhân vật chính lúc này bạch lưu sương lại bị bỏ rơi ở một góc còn nam chính thì trong tiếng gieo hò đã ôm một cô gái khác vào lòng chỉ vừa mới đây thôi cô gái ở bàn bên cạnh thua trò chơi bẹn lẽn do dự bước về phía đặng vũ phi à tôi vừa thua trò chơi liệu tôi có thể hôn anh một chút không cô gái ấy trông thật thuần khiết trên khuôn mặt vẫn còn nét ngây thơ rõ ràng là một sinh viên vừa tốt nghiệp không lâu đám bạn của đặng vũ phi lập tức gieo hò cùng những người phụ nữ bên cạnh nhìn cô với ánh mắt đầy khinh thường đặng vũ phi nắm lấy tay cô gái đó chỉ cần một chút lực đã kéo cô ấy vào lòng mình rồi dùng tay giữ chặt sau gáy cô ấy vào hôn sâu cô gái bị anh ta ôm chặt vào lòng chỉ có thể vòng tay qua cổ anh ta để giữ thăng bằng khi cảm xúc dâng trào đôi tay cô ấy cuối cùng cũng yếu ớt mềm nhũn dịu dàng đấm nhẹ vào ngực đặng vũ phi rồi mới được anh ta buông ra cô gái vừa trải qua nụ hôn mãnh liệt giờ đây mềm yếu nằm trong vòng tay anh ta đôi mắt long lanh ngấn nước đặng vũ phi ngẩng đầu lên cắn nhẹ môi và nhìn bạch lưu Sương với ánh mắt đầy thách thức anh ta đang thách thức cô vì đã ép anh ta kết hôn khiến anh ta bị gia đình kiểm soát và chỉ có thể khôi phục tự do tài chính bằng cách cưới cô hai gia đình bạch và đặng có mối quan hệ thân thiết qua nhiều thế hệ và từ nhỏ cô cùng đặng vũ phi đã được định sẵn hôn ước Ban đầu đây chỉ là lời nói đùa giữa các bậc trưởng bối. Nhưng sau đó, khi thấy tình cảm giữa hai người bọn họ khá tốt, hôn ước đã chính thức được định sau khi hai người bọn họ tốt nghiệp. Lúc đầu, Đặng Vũ Vi đối xử với Bạch Lưu Sương hết mực chiều chuộng, coi cô như nàng công chúa nhỏ của anh ta. Nhưng về sau, không biết từ lúc nào, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Anh ta bắt đầu qua lại với nhiều người phụ nữ khác mà không hề né tránh cô thậm chí còn đưa họ về căn nhà mà hai người bọn họ dự định sẽ ở sau khi kết hôn. Bạch Lưu Sương đã vài lần đề nghị chia tay, nhưng công ty Bạch Thị ngày càng xa sút và lời nói đùa năm xưa lại trở thành cứu cánh duy nhất cho Bạch Thị. Cha cô không cho phép cô chia tay với Đặng Vũ Phi, còn Đặng Vũ Phi thì luôn biết cách làm cho cô nguôi giận, tiếp tục sống phong túng mà không kiêng dè gì cả. Dần dần Bạch Lưu Sương cũng trở thành một trò cười mọi người đều nghĩ rằng cô không thể rời bỏ anh ta. Sau đó, Bạch Lưu Sương lén đến nhà họ Đặng để hủy hôn. Nhưng ba Đặng từ nhỏ đã thương yêu cô, liền sai người trói Đặng Vũ Phi lại. Ba Đặng ép Đặng Vũ Phi phải hứa sẽ một lòng một dạ với cô và ngoan ngoãn kết hôn, nếu không sẽ cắt hết mọi nguồn tài chính của anh ta. Vì thế Đặng Vũ Phi đã đồng ý cưới cô. Để chứng minh mình thay đổi, anh ta còn đặc biệt tổ chức buổi tiệc độc thân lần này nhưng qua thái độ của mọi người và hành động của anh ta cuối cùng cô cũng nhận ra rằng đây chính là sự thách thức của anh ta đối với cô đặng vũ phi thấy bạch lưu dương cố nén nước mắt trong lòng đầy phẫn nộ nhưng ngoài mặt thì vẫn cười hờ hững không một chút quan tâm vừa lau đi dấu son môi anh ta vừa thản nhiên giải thích với cô đừng bận tâm chỉ là đùa thôi tất cả mọi người có mặt đều đang chờ cô bùng nổ để họ có thể xem một màn kịch hay Bạch Lưu Dương gần như phải nuốt ngược cơn nghẹn ngào xuống cổ họng, gắng gượng chịu đựng. Rõ ràng là chiếc ly trong tay cô sắp bị bóp vỡ, nhưng trên mặt vẫn phải cố tỏ ra không có gì. Không bận tâm. Sự nhún nhường của cô khiến mọi người cảm thấy chán nản, nhưng chẳng mấy chốc họ lại nghĩ ra một trò mới. Chị dâu tương lai, cùng chơi trò này đi. Một người trong nhóm rút ra một bộ bài, giống hệt với lá bài mà cô gái vừa đòi hôn cầm trên tay đây là một loại bài giải trí trong quán bar trên đó có những thử thách táo bạo người thua sẽ phải giúp một lá và thực hiện nhiệm vụ được ghi trên đó bạch lưu sương gật đầu được thôi thật ra việc cô đồng ý chơi trò chơi chỉ là cách để che giấu cảm xúc của mình bạch lưu sương muốn cho mọi người thấy rằng hành động của đặng vũ phi vừa rồi hoàn toàn không ảnh hưởng đến tâm trạng của cô chút nào nhưng sau vài vòng chơi cô dần nhận ra có điều gì đó không ổn trò chơi này không mấy đứng đắn hình phạt trên những lá bài không phải là hôn nhau qua tờ giấy thì cũng là cởi một món đồ trên người tất nhiên bạn có thể từ chối hình phạt nhưng đổi lại bạn phải uống một ly rượu ngay khi cô định tìm lý do để rút lui thì chiếc chai quay trên bàn lại dừng lại chỉ vào cô những lá bài được xếp thành một hàng cô chỉ có thể miễn cưỡng chọn ra một lá hình phạt là gì người bên cạnh không thể chờ đợi thêm liền giật lá bài trên tay cô và đọc to nội dung trên đó. Hôn một người khác giới có mặt tại đây. Lại là một trận gieo hò vang lên. Có người muốn xem kịch vui, có người lại cảm thấy nhàm chán. Vì ai cũng nghĩ rằng Bạch Lưu Sương, một cô gái ngoan hiền, luôn cư xử đúng mực, chắc chắn chỉ đi hôn vị hôn vu của mình thì có gì thú vị đâu. Bạch Lưu Sương nhìn về phía Đặng Vũ Phi, chỉ thấy anh ta phủi bụi tưởng tượng trên áo, dường như đang chờ cô bước đến chỗ anh ta, nhưng ngay giây phút tiếp theo dưới ánh mắt của mọi người cô lại bước về hướng khác. Tiếng gieo hò dần chuyển thành những câu hỏi ngạc nhiên. Khoan đã, anh đang ở đây mà cô ấy đi đâu vậy? Thật ra trong lòng bạch lưu xương cũng chẳng chắc chắn gì. Khi quay lại, đôi mắt bắt đầu bận rộn dò xét xung quanh. Hầu hết những người đàn ông ở bàn khác đều có bạn gái ngồi bên cạnh. Nếu cô mạnh dạn tiến tới hôn bất ngờ có khi lại nhận được một cái tát chứ chẳng chơi. Bạch Lưu Dương hít một hơi thật sâu, sau khi quyết tâm, đầu óc trở nên trống rỗng, chỉ còn biết thực hiện một mệnh lệnh duy nhất, hôn anh ta. Bạch Lưu Dương bước nhanh về phía trước, và khi nghe thấy tiếng người phía sau cố gắng ngăn cản, cô càng bước nhanh hơn. Bạch Lưu Dương ngồi xuống bên cạnh anh ta, ngay lúc người đó quay đầu nhìn cô, cô liền túm lấy cổ áo anh ta và mạnh mẽ hôn lên môi anh. Trong đầu quay cuồng, cô nhắm chặt mắt, không dám nhìn đối phương, cảm nhận được sự chống cự từ anh ta, tay cô càng nắm chặt hơn. Cảnh tượng này trong mắt người ngoài, có lẽ là hai người bọn họ đang hôn nhau rất mãnh liệt. Chỉ đến khi không thể nín thở được nữa, cô mới buông ra dựa vào vai anh ta, nghiêng người sang một bên thở dốc. Cô thật sự điên rồi sao? Trong đầu chỉ lặp đi lặp lại câu nói này. Khi ngẩng đầu lên, cô bắt gặp ánh mắt giận dữ của Đặng Vũ Phi. Anh ta nhìn chằm chằm vào cô, tay nắm chặt đến mức run lên. Bất ngờ cô lại cảm thấy thật thoải mái, khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên thành một nụ cười. Cô nói với anh ta, đừng để tâm, chỉ là trò chơi thôi mà. Bạch Lưu Sương nói lời cảm ơn và xin lỗi với người vừa bị cô hôn. Nhưng khi định đứng lên rời đi, cổ tay cô bị anh ta nắm lấy, kéo nhẹ một cái, cô lại rơi vào lòng anh ta, ngồi trên đùi anh, thật chói mắt trong quán ba ánh sáng mờ mờ thật ra lúc nãy cô cũng chẳng nhìn rõ người mình hôn trông như thế nào cũng chẳng dám nhìn lúc này một tia sáng lướt qua khuôn mặt anh ta và ngay khi nhìn rõ gương mặt toàn thân cô đông cứng lại tề tề Mặc bạch lưu Sương không chắc lắm nhưng vẫn thốt lên tên của anh tề Mặc sao lại ở đây anh về nước khi nào đôi mắt sâu thẳm của tề Mặc từ từ nhìn xuống môi cô Cô cũng nhìn thấy trên khóe miệng anh có một vệt đỏ là son môi của cô. Sau khi nhận ra người trước mặt, cô lập tức muốn đứng dậy nhưng lại bị anh ta siết chặt trong lòng. Tề Mặc dùng ánh mắt cảnh cáo cô không được cử động, rồi quay đầu nhìn về phía Đặng Vũ Phi. "Tôi để tâm đấy." Tình huống này thực sự là quá kỳ lạ, vị hôn thê bị một người đàn ông khác ôm vào lòng, còn vị hôn phu thì lại đang ôm một cô gái khác. Khi nhìn thấy Tề Mặc sắc mặt đặng vũ phi lập tức trở nên lạnh lẽo cô gái trong lòng anh ta nhăn mặt đau đớn nhìn xuống cánh tay bị anh ta bóp đến đỏ ngay sau đó đặng vũ phi nở một nụ cười nhưng cơ thể anh ta vẫn toát ra hàn khí vì đây là tiệc độc thân trước khi kết hôn nên tối nay chúng ta cứ thoải mái mà tận hưởng dù sao sau này em chỉ có mình anh là đàn ông cũng khá buồn chán đấy nhỉ anh ta rút từ trong túi ra một chiếc thẻ phòng ném thẳng vào mặt cô Bạch Lưu Dương theo bản năng đưa tay lên chắn, nhưng không bị trúng. Khi hạ tay xuống, cô thấy chiếc thẻ phòng đang kẹp giữa ngón tay của tề mặc. Anh làm một động tác trào nhẹ lên chán. Cảm ơn nhé. Rồi anh ta cười nhạt. Thì ra anh cũng biết mình rất nhàm chán. Tề mặc cố ý nhấn mạnh ba chữ rất nhàm chán. Hàm ý của từ nhàm chán này thì ai cũng hiểu rõ. Biểu cảm của Đặng Vũ Phi thoáng co giật, rồi anh ta đợi cô phản ứng. Anh ta có vẻ rất chắc chắn rằng Cô, một cô gái ngoan ngoãn, luôn tuân thủ nguyên tắc, sẽ không dám thực sự đi thuê phòng với người đàn ông khác. Nhưng anh ta đã sai. Bạch Lưu Sương nhận lấy chiếc thẻ phòng từ tay tề mặc, vòng tay quanh cánh tay anh. Vậy còn chờ gì nữa, đi thôi. Phòng là do Đặng Vũ Phi đặt, nếu không lên đó, anh ta sẽ biết cô vẫn không dám. Quán ba nằm ở tầng hầm, phía trên là khách sạn, thang máy đi thẳng, Bạch Lưu Sương kéo tề mặc đến phòng, mở cửa vào trong đóng cửa tất cả diễn ra trong một nhịp tay cô run đến mức không dám cầm nổi thẻ phòng tề mặc liền nắm lấy cổ tay cô đẩy cô quay lại áp lên tường một tay anh ôm lấy cổ cô rồi hôn mạnh xuống bạch lưu dương theo phản xạ dãy ruộng tề mặc lập tức rời khỏi môi cô dù không nhìn rõ biểu cảm của anh nhưng cô có thể cảm nhận được sự tức giận ẩn chứa trong đó dùng tôi xong rồi bỏ bên ngoài rất nhanh vang lên tiếng gào thét giận dữ của đặng vũ phi cửa phòng bị đập liên hồi. Bạch Lưu Dương, mở cửa, em dám thử ngủ với anh ta xem. Bạch Lưu Dương, nếu em làm bẩn bản thân, anh tuyệt đối sẽ không cưới em. Thật ra trước đó, cô cảm thấy như có một tảng đá lớn đè nặng trong lòng, khiến cô không thở nổi. Nhưng giờ đây, tảng đá ấy dường như đột nhiên biến mất, trong lòng cô cảm thấy vô cùng sảng khoái. Bạch Lưu Dương kiễng chân lên, chủ động hôn tè mặt, nhưng anh lại hơi ngả người ra sau, nếu em chỉ để chọc tức anh ta, tôi có cách khác giúp em. Nếu không... Tay anh trượt dần xuống lưng cô, ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy khóa kéo váy của cô. Em phải chịu trách nhiệm với tôi. Chịu trách nhiệm như thế nào? Hủy hôn với anh ta và cưới tôi. Tiếng chửi rủa ngoài cửa vẫn tiếp tục vang lên. Bạch Lưu Dương, anh cảnh cáo em, cẩn thận mà chơi quá đà rồi hủy hoại danh tiếng của mình. Thủ đoạn của em quá tầm thường, chẳng phải là chỉ muốn khiến anh ghen tị, để ý đến em hay sao? Nghĩ rằng anh sẽ lại mắc bẫy của em à? Tề mặc, mày đúng là đồ tiểu nhân đê tiện. Thế nào, em chọn anh ta hay là chọn tôi? Tề mặc vẫn đang chờ câu trả lời của cô, và cô đã gật đầu. Khoa kéo sâu lưng cô từ từ trượt xuống, cùng lúc đó nụ hôn của tề mặc phủ lên khắp cơ thể của cô. Ngay tại cửa ra vào của căn phòng, bên ngoài có người đang đập cửa ầm ầm còn cô thì dựa vào cánh cửa, không thể nhàn rỗi. Sau đó tề mặc bế cô lên giường. Trong lúc cô đang giúp anh chuẩn bị biện pháp an toàn, anh đã gọi điện thoại bằng máy bàn ở đầu giường cho lễ tân khách sạn. Tôi là tề mặc, kẻ say rượu đang làm loạn trước cửa phòng 3201. Tôi cho các người 5 phút để đưa hắn đi. Điện thoại vừa cúp, Bạch Lưu Sương vẫn đang loay hoay vì món đồ đó, không biết cách sử dụng ra sao. Với nghiên cứu cô vừa hỏi tề mặc, sao lại phải dùng cái này sợ em hối hận tôi sẽ không đâu ngay giây tiếp theo món đồ trong tay bị tề mặc ném sang một bên tiếp tục cuồng nhiệt suốt cả đêm giường ướt đến mức không thể ngủ được trong cơn mơ màng hình như tề mặc đã giúp cô mặc áo choàng tắm và đổi sang một căn phòng khác khi tỉnh dậy cơ thể cô đau nhức và mềm nhũn một cử động nhẹ nhàng cũng khiến cho cô nhận ra có người đang nằm phía sau mình và cô lập tức cảm thấy hoảng sợ không dám cử động. Người đằng sau phát ra một tiếng thở dài lười biếng, xoa đầu cô với giọng khàn khàn. "Dậy rồi à?" "Ừ." Chỉ một âm tiết ngắn ngủi cũng khiến cô giật mình. Giọng cô khô rát vì những lời xin tha tối qua. Tề Mặc nghe thấy, đứng dậy và ôm cô thật chặt một lần nữa, rồi không quên chỉnh lại khăn cho cô. "Tôi sẽ đi lấy cho em một cốc nước ấm." Bạch Lưu Sương nhìn quanh căn phòng và nhận ra đây là một căn phòng lớn và sang trọng hơn nhiều so với tối qua. Trong phòng có đồ của nam giới và các vật dụng trang trí có dấu vết sinh hoạt. Có lẽ đây là phòng thường trú của tề mặc. Bạch Lưu Dương bò dậy, lấy điện thoại trên đầu giường và mở ra. Đứng trước một loạt thông báo tin nhắn và cuộc gọi nhỡ lên tới hơn 99 cuộc. Cô thấy có tin nhắn từ tề mặc và cả từ cha cô. Bạch Lưu Dương cảm thấy lo lắng, ngay lập tức mở tin nhắn từ cha, và đọc tới lời cảnh cáo nghiêm khắc yêu cầu cô phải về nhà ngay lập tức rõ ràng là tề mặc đã thông báo cho cha cô về mọi chuyện anh ta đúng là không biết xấu hổ nhưng khi nghĩ đến hậu quả tiếp theo cô cảm thấy rất sợ hãi khi tề mặc trở lại với cốc nước thấy cô đang lo lắng nhìn vào điện thoại anh đặt nước vào tay cô và nhẹ nhàng hỏi có chuyện gì vậy bạch lưu dương lắc đầu dù tề mặc đã bị cuốn vào tình hình này cô nghĩ vẫn nên tự mình giải quyết thì hơn cô uống một ngụm nước nhận ra khi vừa rồi quan sát vòng cô không thấy đồ của mình ở đâu quần áo của tôi đâu rồi tề mặc vò đầu tóc còn rối vì vừa mới ngủ dậy à tôi đã gọi người mang một bộ mới đến ngay một hình ảnh chợt hiện lên trong đầu cô chiếc váy của cô bị tề mặc lột ra không mấy suôn sẻ cuối cùng bị anh xé rách bạch lưu sương cố gắng che giấu mặt mình bằng cốc nước chỉ có thể gật đầu Tề mặc đưa cho cô một chiếc áo choàng tắm, nhưng không phải loại của khách sạn, mà là chiếc áo choàng nam từ phòng đồ của anh. Cô luồn mình vào trong chăn và mặc vào. Tề mặc khẽ cười, rồi rời khỏi phòng để cô có chút riêng tư. Tuy nhiên, ngay khi cô đứng dậy khỏi giường, chân cô mềm nhũn không đứng nổi và cô đã ngã xuống sàn. Bạch Lưu Sương kêu lên một tiếng và tề mặc nghe thấy tiếng động vội vã quay lại. Anh nhìn thấy cô trong tư thế lễ lớn này lúng túng trên sàn nhà Tay của Bạch Lưu Sương liên tục rung động vì cuộc gọi và tin nhắn. Tề mặc đã gọi bữa sáng cho phòng và sau một đêm mệt mỏi, cô thực sự đói đến mức bụng dán chặt vào lưng. Không biết là trùng hợp hay sao, mặc dù bữa sáng là kiểu Tây thông thường, nhưng mỗi món đều vừa vặn với thói quen của cô. Ví dụ, thường thì các loại mứt bánh mì có hương vị như bơ đậu phộng, mứt dâu, nhưng trên bàn lại chỉ có một hũ mứt lòng đỏ trứng muối. Như thể biết cô chỉ thích loại này vậy. Sữa thì đúng loại cô thích Sữa yến mạch và các loại hạt Không có hạt phỉ mà cô bị dị ứng Ngay cả trứng Tề mặc đã tách lòng đỏ ra Và chỉ để lòng trắng vào đĩa của cô Anh làm sao biết tôi thích ăn những món này Tề mặc tiếp tục bôi mứt lên bánh mì Như thể đó là chuyện hết sức bình thường Lúc nào cũng biết Cô và tề mặc thân thiết đến thế sao Bạch Lưu Dương nghĩ lại Hai người bọn họ là bạn học trung học nhưng chưa nói chuyện nhiều lắm. Sau khi tốt nghiệp, anh đã ra nước ngoài. Điện thoại trên bàn lại rung lên, hiển thị cuộc gọi từ dì Hoàng. Bạch Lưu Dương chọn nghe máy. Giọng của dì Hoàng bên kia có vẻ rất là cẩn thận và có cả âm thanh như là đồ vật bị rơi vỡ. Cô ơi, cô về nhanh đi, không thì thực sự sẽ có chuyện lớn xảy ra đấy. Được, tôi biết rồi. Bạch Lưu Dương kết thúc cuộc gọi, lau miệng và đúng lúc đồ đạc đã được gửi đến, à tôi phải về giải quyết một số việc trước tề mặc ngừng nhai ánh mắt anh hiện lên một vẻ tủi thân khi về rồi em có còn cần anh không đương nhiên rồi tối qua chúng ta không phải đã nói rõ rồi sao tề mặc hài lòng gật đầu rồi đứng dậy vậy thì chúng ta cùng về thôi bạch lưu sương nhìn tề mặc một cái nhưng anh đã vào phòng tắm và bắt đầu chọn đồ ý tôi là tôi sẽ về nhà giải quyết công việc của tôi trước sau đó sẽ tiếp tục chuyện của anh. Công việc của em cũng là công việc của tôi. Tề mặt thế cô có vẻ ngập ngừng, nghiêm túc đặt tay lên cánh tay cô, nói rất là nghiêm túc. Đêm qua, bố tôi đã biết chuyện của chúng ta rồi, và cũng biết em đã có hôn ước. Ông ấy đã dặn tôi phải đi cùng em để xử lý chuyện này. Dù ông ấy không nói, tôi cũng không thể để em một mình đối mặt với chuyện này được. Bố anh sao mà biết được? nói xong thì bạch lưu sương cảm thấy mình hỏi một câu thừa khách sạn này thuộc sở hữu của tập đoàn tề thị tối qua tề mặc lại báo danh rõ ràng không có gì lạ khi bố anh biết con trai mình đã qua đêm với một người phụ nữ khác bạch lưu sương thở dài cuối cùng cũng đồng ý với tề mặc thấy anh vui vẻ bắt đầu chọn đồ trong lòng cô vừa vui vẻ vừa lo lắng hay tôi phải nhắc nhở anh một câu gia đình tôi có chút phức tạp nếu tình hình không ổn thì anh nhanh chân rút lui nhé. Chiếc xe dừng chắc chắn trước cổng nhà họ Bạch. Trong sân chỉ có hai chỗ đậu xe. Xe của ba cô, Bạch Kiến Minh và của Đặng Vũ Phi đều có mặt. Tề mặc chỉ có thể đỗ ngoài đường. Tôi vào trước, anh đậu xe đi. Bạch Lưu Sương xuống xe trước. Vừa bước vào sân, dì Hoàng đã âm thầm ra hiệu cho cô. Hít một hơi thật sâu, vừa bước vào cổng, một cái gạt tàn thuốc bay tới, đập vào chiếc tủ giày bên cạnh để lại một vết lõm trên tủ gỗ cô còn biết về à bố cô nổi cơn thịnh nộ mắng chửi cô không biết xấu hổ nguyễn diễm kiều và đồng diễm mai giả vờ khuyên nhủ bạch kiến minh đừng tức giận nhưng thực chất chỉ là thêm dầu vào lửa đặng vũ phi tiến về phía cô khóe mắt lộ vẻ cười nhạo dường như đang cười cô đáng đời tôi đã cảnh cáo cô rồi đừng dùng những trò rẻ tiền như thế để gây tổn hại cho đối phương giữ chân đàn ông không phải như cô đâu giọng của đặng vũ vi đột ngột ngắt quãng ánh mắt bỗng dừng lại trên cổ của bạch lưu dương dù đã dùng kem nền và che khuyết điểm nhưng vết hằn mới vẫn quá sâu gần như nhìn thấy rõ anh ta đột ngột nắm chặt cổ cô ngón cái ấn mạnh vào vết hằn đó nhìn cô với vẻ không thể tin nổi gần như là nghiến chặt hàm anh ta hỏi cô cô thực sự đã ngủ với anh ta sao bạch lưu dương cố gắng vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi bàn tay trên cổ cô càng siết chặt hơn. Trong khoảng không bị nghẹt thở, cô nở một nụ cười mỏng manh. Không phải sao? Anh không nhận ra điều này à? Đặng Vũ Vi quả thực quá đáng. Khi cô theo đuổi anh ta mỗi ngày, anh ta cảm thấy phiền phức. Giờ đây cô không muốn anh ta nữa, lại còn làm ra những trò này để cho ai xem. Lực nắm trên cổ cô dần nới lỏng. Cô nhìn lúc anh ta ngơ ngẩn để thoát ra, nhưng cổ cô vẫn còn nóng rát kem nền trên cổ đã bị Đặng Vũ Phi xoa đi. Nguyễn Diễm Kiều bước lên vài bước, nhìn rõ dấu vết trên cổ cô, tiếp tục thêm dầu vào lửa. Ôi trời ơi, chồng ơi, nếu cô ấy không ở cùng Đặng Vũ Phi, sao lại có những dấu vết nhục nhã như thế này? Nguyễn Diễm Kiều trước đây là giáo viên dạy piano của Bạch Lưu Sương, giờ là vợ thứ hai của Bạch Kiến Minh. Cũng đã đem theo con gái nhỏ hôn cô một tuổi, đồng Diễm Mai, vào nhà họ Bạch. Từ khi bà ta kết hôn với Bạch Kiến Minh, quan hệ giữa cô và bạch kiến minh đã trở nên ngày càng tồi tệ dưới sự xúi dục của bà ta và đồng diễm mai ông ta tiến lên nhìn thấy dấu vết trên cổ cô tức giận chỉ vào cô nhưng ông ta lại phản bác nguyễn diễm kiều dấu vết gì chứ chỉ là dị ứng thôi sau đó ông ta quay sang giải thích với đặng vũ phi với vẻ cầu xin chỉ là dị ứng thôi vũ phi đừng hiểu lầm không phải hiểu lầm bạch lưu sương lấy khăn ướt từ trong túi ra lau đi kem nền trên cổ trên cổ trắng nõn những dấu vết đỏ thẫm đậm nhạt đủ để thấy đêm qua đã dữ dội như thế nào con tôi không có đứa con gái mất mặt như thế này chưa kịp phản ứng một cái tát đã đánh vào mặt cô bạch lưu xương bị hất sang một bên tai bạch lưu xương ong ong như có tấm sắt nóng hổi dán lên mặt đặng vũ phi cũng giật mình định tiến lên đỡ cô nhưng bị một bóng dáng khác chặn lại tề mặc nhẹ nhàng nâng mặt cô lên vì mặt phải của cô đã nhanh chóng sưng đỏ anh chỉ có thể cẩn thận lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô bàn tay của anh cũng run rẩy như thể nước mắt có thể đã làm bỏng tay anh khiến cho mắt anh cũng đỏ hoe tề mặc ôm bạch lưu xương vào lòng quay lại đối mặt với bạch kiến minh cô ấy là con gái ruột của ông sao ông có thể đánh cô ấy như vậy bố cô nhìn tề mặc từ đầu đến chân hiểu ra người này chính là người đàn ông hoang dã đã trải qua đêm qua với cô. Chính anh, chính anh đã dụ dỗ con gái của tôi. Tôi sẽ kiện anh tội xâm hại. Anh ấy không làm vậy. Bạch Lưu Sương lập tức phản bác. Tôi là tự nguyện. Hôm nay trở về là để thông báo với ông. Tôi muốn hủy hôn với nhà họ đặng. Khi nghe đến hai từ hủy hôn, Bạch Kiến Minh tức giận. Nguyễn Diễm Kiều thì ngạc nhiên, Đồng Diễm Mai thì vui vẻ, còn Đặng Vũ Vi thì có vẻ như sắp nổ tung. Bố cô lục tìm điện thoại trong túi Gọi cảnh sát Tôi sẽ kiện anh vì tội xâm hại con gái tôi Tề mặc ôm chặt Bạch Lưu Dương Người cô vẫn còn run rẩy trong vòng tay anh Cứ kiện đi Thư mời luật sư gửi đến văn phòng giám đốc tập đoàn Tề Thị là được Tề Thị Bố cô ngẩng đầu lên Lại nhìn tề mặc một lượt từ đầu đến chân Chỉ vào cô với vẻ chế nhạo và tức giận Cô xem cô xem Bị một người như thế lừa dối không biết là ai mà dám nói mình là tổng giám đốc tập đoàn tề thị nói xong ông ta còn muốn kéo cô ra khỏi vòng tay tề mặc may mà tề mặc bảo vệ cô trước theo trí nhớ của cô tập đoàn tề thị chưa công khai thông tin về tề mặc có lẽ chỉ những người quen biết mới biết anh là con trai độc nhất của tổng giám đốc cô và đặng vũ phi là bạn học trung học của tề mặc nên biết vì thế anh ta không lên tiếng không biết con trai tôi thì ít nhất ông phải biết tôi chứ mặc dù sắp bước vào tuổi lục tuần nhưng ông tề trông vẫn rất khỏe mạnh khi bạch kiến minh vừa nhìn thấy ông tề lập tức thay đổi sắc mặt cùng kính chào đón chợt bạch lưu sương thấy đặng vũ phi có vẻ ủ rũ không biết là do cô nhìn nhầm hay hiểu lầm ánh mắt của anh ta nhìn cô dường như có chút cầu khẩn sương sương tôi không đồng ý hủy hôn anh ta còn định nắm tay cô nhưng cô đã tránh ra đặng vũ phi anh nghĩ mình còn có tư cách để phản đối sao tề mặc rất hài lòng với câu trả lời của cô mỉa mai nhìn đặng vũ phi đúng lúc cô nhìn thấy có chút đáng ghét nhưng cô lại thích thế nhìn thấy bạch kiến minh nịnh bợ đặng vũ phi biết rằng bạch kiến minh cũng không đứng về phía anh ta nữa một bên là bạch kiến minh đang nịnh nọt một bên là bạch lưu dương trao gửi ánh mắt tình cảm cho tề mặc đặng vũ phi không còn đủ kiên nhẫn để ở lại trước khi rời khỏi nhà cô anh ta vẫn không cam tâm và tự phụ nói với cô bạch lưu dương tôi không tin rằng cô thực sự quên tôi anh ta nhìn cô nhưng những lời tiếp theo lại nói cho tề mặc nghe dù sao thì tôi cũng là người đàn ông đầu tiên của cô nói xong anh ta như đạt được một chiến thắng tinh thần bước ra khỏi nhà cô đồng diễm mai cũng theo sau tề mặc nhìn theo với ánh mắt anh ta có vấn đề ai là người đàn ông đầu tiên của cô không ai rõ hơn tề mặc. Anh ta sao vậy? Ba năm trước, vào sinh nhật của Đặng Vũ Phi, anh ta uống say. Lúc đó tình cảm của hai người bọn họ đã đứng trên bờ vực tan vỡ. Bạch Lưu Sương phát hiện Đặng Vũ Phi đã ngoại tình, mặc dù hai người bọn họ đã có hôn ước. Bạch Lưu Sương không biết phải đối mặt và xử lý thế nào, chỉ biết âm thầm chịu đựng. Vì vậy ngày hôm đó, dù Đặng Vũ Phi có quấy rối và dụ dỗ thế nào, cô vẫn không đồng ý anh ta say đến mức không kiểm soát nổi. Khi cô xuống lầu nấu nước giải rượu, trong phòng truyền đến những âm thanh lạ mà trong phòng chỉ có mỗi anh ta. Sáng hôm sau, anh ta tưởng rằng hai người bọn họ đã có quan hệ với nhau. Bạch Lưu Sương xấu hổ và không biết phải giải thích thế nào, nên đành để anh ta hiểu lầm đến giờ. Tề mặc nghe xong thì cười đến mức đau bụng. Bạch Kiến Minh và ông Tề đang ở trong phòng khách bàn chuyện, còn Bạch Lưu Sương và Tề mặc ngồi trong vườn. Sau khi cười xong, anh tiếp tục dùng đá lạnh chườm lên mặt cô để giảm sưng qua cửa sổ từ sàn đến trần cô thấy bạch kiến minh cười nịnh nọt với ông tề có lẽ chuyện hủy hôn với đặng gia sẽ không thành vấn đề nhưng ba tôi có thể sẽ có yêu cầu không hợp lý đấy ông tề có thể vì thế mà không đồng ý cho cô và tề mặc ở bên nhau không tề mặc hiểu sự lo lắng của cô yên tâm ba tôi biết rõ và chỉ cần có thể cưới được em ông ấy có thể đáp ứng mọi yêu cầu. Nói xong anh bỗng cười. Bạch Lưu Sương không hiểu nhìn tề mặt, tại sao lại vui khi có một yêu cầu vô lý. Tôi rất vui khi em lo lắng không thể lấy được tôi. Anh, tôi đâu có lo lắng như vậy. Sau khi thương lượng xong chuyện hôn sự với tề mặt, việc hủy hôn với đặng gia cũng đã đến lúc thực hiện. Dù cô và đặng Vũ Phi có không vui đến đâu, tình cảm giữa hai gia đình thế giao vẫn không đến mức tàn vỡ vì vậy bạch kiến minh đã đưa cô đến tận nhà đặng gia để hủy hôn bà đặng không phải không biết những chuyện của đặng vũ phi ông ấy đã nhìn cô lớn lên từ nhỏ và cũng biết mình đã làm tổn thương cô chỉ có thể chấp nhận khi bà đặng gật đầu đồng ý đặng vũ phi không cam lòng gọi ông một tiếng bị bà đặng tát cho một cái giờ mới biết giữ lại à lúc trước sao không làm gì giọng của bà đặng run rẩy khiến cho cô không khỏi nghẹn ngào sau khi bạch kiến minh thay lòng chính ba Đặng đã coi cô như con gái mà cưng chiều. Những lần cô nhượng bộ, ba Đặng cũng là một phần trong đó. Không ngờ ông cũng ủng hộ cô buông tay. Người cha ruột của cô lại cần có điều kiện trao đổi thì mới đồng ý. Khi rời khỏi nhà Đặng ra, Đặng Vũ Phi đuổi theo ra ngoài, ôm chầm lấy cô từ phía sau. Đừng làm ẩm mỹ nữa được không? Chúng ta đừng làm vậy nữa. Bạch Lưu Dương không thể thoát ra, cúi xuống cắn mạnh vào tay anh ta, hương vị sắt lạnh của máu trào lên đầu lưỡi. Anh ta mới đau đớn buông tay, nhưng ngay lập tức lại chắn đường cô. Dương Dương, em muốn tôi làm gì để em không hủy hôn? Tôi sẽ không làm em tổn thương nữa, được không? Tôi biết tôi đã sai rồi, không được sao? Ngày xưa Đặng Vũ Phi rất ngoan ngoãn với cô, cô yêu cầu gì anh ta cũng làm theo. Có một lần cô tức giận, cô yêu cầu anh ta gấp một vạn ngôi sao để cô tha thứ, vì vậy cả lớp chỉ có mỗi anh ta lúc nào cũng gấp những món đồ chỉ dành cho con gái. Đặng Vũ Phi, lần này anh phải gấp 10 vạn ngôi sao. Ánh mắt Đặng Vũ Phi lập tức sáng lên, chuẩn bị đáp ứng. Chúng ta không còn khả năng nữa. Hy vọng trong mắt anh ta hoàn toàn tan vỡ. Khi hai gia đình Bạch và Đặng đính hôn, đã mời rất nhiều nhân vật quan trọng trong ngành, tạo thành một sự kiện thương mại lớn. Do đó khi hủy bỏ hôn ước, chắc chắn cũng phải đưa ra một thông báo chính thức cho công chúng. Nhưng vừa khi thông báo hủy hôn của hai gia đình Bạch và Đặng được công bố, ngay lập tức đã lên khắp các mặt báo. Con gái nhà Bạch có hôn ước nhưng lại cùng người khác trải qua đêm xuân. Cùng với video HD, đó chính là cảnh Bạch Lưu Sương kéo tề mặc vào phòng và Đặng Vũ Vi đuổi theo ngoài cửa qua camera giám sát. Dù chỉ là một giấy hôn ước, chưa chính thức kết hôn nhưng cô vẫn bị chỉ trích là làm chuyện không nên và bị Đặng Vũ Phi bắt quả tang. Quả nhiên, trong giới thượng lưu thị phi nhiều, trời bời trác táng. Bạch Lưu Sương thường xuất hiện với phong thái tiểu thư quý tộc, không ngờ lại phóng đãng đến vậy. Quả thật, vào hào môn như lạc vào biển sâu, đầu của Đặng Thiếu Gia xanh như cổ phiếu hôm nay vậy. Không chỉ là trang chính thức của nhà Bạch bị tấn công, mà các bình luận trên trang cá nhân của cô cũng đầy rẫy những lời chỉ trích các từ ngữ khiếm nhã tràn ngập. May mắn là video giám sát không rõ mặt tề mặt, không thì anh đã bị liên lụy. Ngoài cửa, tiếng trợ lý ngăn cản vang lên. Ngay sau đó, cửa văn phòng bị đẩy mở. Đồng diễm mai đứng với hai tay chống hông, dáng vẻ như sắp tính sổ với cô. Bạch tiểu thư, vì đời tư hỗn loạn của cô, điện thoại của bộ phận quan hệ công chúng đã bị gọi liên tục. Tổng giám đốc Thiên Khải Vân mà hai người bọn họ đã đàm phán lâu nay rất ghét đối tác không đứng đắn. Giờ cả trợ lý của cô ta cũng dám cúp điện thoại của hai người bọn họ. Cô nói xem phải làm thế nào. Giọng điệu sắc bén của đồng diễm mai khiến Bạch Lưu Sương đau đầu. Nhưng với tư cách là một quản lý bộ phận quan hệ công chúng, cô ta dám ngang ngược trước mặt cô đã có phần quá đáng. Nếu cô không xử lý được chuyện này, tôi còn cần cô làm quản lý bộ phận quan hệ công chúng để làm gì? Trợ lý đã gọi thêm hai đồng nghiệp nam chuẩn bị mời đồng diễm mai ra ngoài. Lần sau nếu không hẹn trước mà tự ý xông vào phòng làm việc của cấp trên, cô có thể không cần đến công ty nữa. Hệ thống giám sát thuộc về khách sạn của nhà tề, nên nếu tề mặc muốn tìm ra người đã làm dò dỉ video giám sát thì không khó. Ban đầu Bạch Lưu Sương nghĩ chắc chắn là do Đặng Vũ Phi đứng sau, nhưng bảo vệ lại cho biết là một người phụ nữ đã yêu cầu anh ta. Bảo vệ liên tục cúi đầu xin lỗi, nói rằng người phụ nữ đó đã trả 30 triệu đồng để mua video giám sát của đêm hôm đó. Tề mặc mới về nước, chưa biết người phụ nữ đó và cô cũng không nằm trong mối quan tâm của anh ta. Nên anh ta cũng chỉ nghĩ rằng đó là vợ đang tìm bằng chứng về việc ngoại tình của chồng. Nên nhất thời bị lừa, đồng ý. Về manh mối của người phụ nữ đó, bảo vệ chỉ nói rằng cô ta đến khách sạn để đánh ghen. Dựa vào thời gian trong ký ức của bảo vệ, phải mất một lúc lâu để tìm ra hình ảnh của người phụ nữ đó. May mắn là người nhận tranh đã quay được rõ nét, và người đó cô cũng biết là phu nhân của một giám đốc nhà cung cấp hợp tác với nhà Bạch. Hai người bọn họ cũng có hợp tác với công ty Gia Morning Sun. Tôi sẽ liên hệ với cô ấy để tìm hiểu. Bạch Lưu Dương giữ tay tề mặc khi anh định gọi điện, lắc đầu và nói. Những bà chủ giàu có này thường thích bàn tán những chuyện này trong thời gian rảnh. Anh tốt nhất là đừng can thiệp tôi có thể xử lý. Bạch Diêu Sương nhờ trợ lý tìm hiểu qua, phu nhân của giám đốc công ty gia Morning Sun bà Lâm như những quý bà khác trong ngành cũng rất thích sưu tập nghệ thuật. Hôm nay tại phòng tiệc của khách sạn Tề có một triển lãm tranh sưu tập, tất cả người tham dự đều là các quý bà trong giới thương mại. Vì tin đồn của cô vẫn còn đang trên mặt báo, nên việc cô tham gia bằng danh tính của mình sẽ quá nổi bật. Vì vậy cô đã nhờ Tề mặc tìm cho cô một bộ đồ phục vụ để có thể lén lút vào triển lãm. Bạch Lưu Dương không cần phải cố gắng hỏi han gì nhiều, đã nghe thấy bà Lâm khoe với mọi người về một tác phẩm siêu tập gần đây nhận được. Đây là một bức tranh của họa sĩ nước ngoài Ray Gai đã bị lãng quên từ lâu, cuối cùng mới có được. Tôi cũng có một bức tranh của ông ấy, là phải tìm mua từ một nhà siêu tập ở Ý. Cô lại có thêm các tác phẩm khác của ông, đã tốn bao nhiêu tiền? Không tốn tiền, Bà Lâm kêu hãnh xoay vòng vòng trước vòng tay ngọc trên cổ tay. Chồng tôi biết tôi thích siêu tập tranh, nên những đối tác của ông ấy muốn lấy lòng ông, đương nhiên là phải lấy lòng tôi trước. Bức tranh này là của cô tiểu thư Bạch Gia. Ôi tôi nói, dù là con gái riêng, nhưng thực sự hiểu chuyện hơn đứa con ruột nhiều. Bạch Lưu Sương nheo mắt lại, hóa ra là đồng diễm mai. Nhân lúc mọi người đã rời đi, cô tiến lại gần và xem kỹ bức tranh phòng truyền thông có một khoản kinh phí dành cho việc duy trì mối quan hệ với các đối tác. Bạch Lưu Dương biết rõ về điều này và chính cô đã phê duyệt chi phí. Mặc dù khoản kinh phí này không nhỏ, nhưng dễ dàng để tặng một bức tranh siêu tầm nổi tiếng như vậy thì số tiền đó không đủ cho những gì đồng diễm mai đã chi tiêu. Bạch Lưu Dương tìm kiếm thông tin về bức tranh trên mạng, so sánh với bức tranh trước mặt, không phát hiện ra điều gì bất thường. Nhưng khi cô vòng ra sau bức tranh để kiểm tra kỹ hơn, quả thật cô đã phát hiện ra một khuyết điểm. Mặc dù vải tranh đã được làm cũ một cách cố ý, nhưng lại bỏ qua một chi tiết quan trọng. Đó là vị trí bị che bởi khung tranh, màu sắc lại giống hệt với phần không bị che khuất. Lẽ ra phần lộ ra ngoài phải bị oxy hóa và đổi màu, nhưng bức tranh này thì không. Vậy đây là một bức tranh giả. Bạch Lưu Sương tức giận đến mức tái xanh, không ngờ đồng diễm mai lại dám đưa hàng giả cho khách hàng cô ngay lập tức yêu cầu trợ lý kiểm tra sổ sách tài chính của phòng truyền thông và tìm hiểu nơi nào có bức tranh thật việc kiểm tra sổ sách không khó nhanh chóng tìm được bên nhận tiền là một phòng tranh nhỏ ở thành phố này trợ lý đưa cho cô máy tính bảng trên đó đã đánh dấu thông tin quan trọng của phòng tranh đó người đại diện pháp lý là đồng đức tài chồng cũ của nguyễn diễm kiều cũng là cha ruột của đồng diễm mai sự thật đã rõ ràng đồng đức tài chỉ là một họa sĩ hạng ba Đồng Diễm Mai đã nhờ cha mình vẽ hàng giả, dùng tiền từ phòng truyền thông để mua và tặng cho khách hàng. Đôi khi còn giới thiệu khách hàng đến phòng tranh để mua hoặc chuyển nhượng tranh. Không chỉ biến tiền công ty thành tài sản cá nhân, mà còn đẩy danh tiếng công ty đến bờ vực sụp đổ. Đồng Diễm Mai đã dùng chiêu trò này để gửi nhiều hàng giả cho khách hàng. Nếu bị phát hiện, đó sẽ là một quả bom hẹn giờ. Bạch Lưu Dương đã đóng gói chứng cứ thu thập được và gửi cho Bạch Kiến Minh vì liên quan đến danh tiếng và tài sản của công ty cô tin rằng với phong cách làm việc của ông ông sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hai mẹ con đó mặc dù người đưa tin đã bị tìm ra và tin nóng đã bị gỡ xuống tề mặc vẫn huy động các mối quan hệ của mình để giúp cô kiểm soát các bình luận thôi sự chú ý trên mạng chỉ kéo dài một thời gian ngắn vài ngày nữa mọi người sẽ quên hết thôi đưa chuyện nội bộ của nhà bạch ra ánh sáng quả là xấu hổ việc công khai những việc sai trái của Đặng Vũ Phi làm tổn hại cả danh tiếng của gia đình Đặng. Dù cô biết Bạch Kiến Minh cố giữ lễ cưới với một lý do khác, nhưng thái độ của ông đối với cô vẫn không thay đổi. Cô không thể làm vậy với ông. Trợ lý nhìn vào máy tính bảng và sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Bạch Tổng, Đặng Vũ Phi đã phát đi tuyên bố cá nhân rồi. Bạch Lưu Sương cầm lấy máy tính bảng, Đặng Vũ Phi đã tự quay một đoạn video tuyên bố. Trong tuyên bố, anh ta thừa nhận đã vi phạm hôn ước trước và nhận hết mọi lỗi lầm về mình ban đầu các bình luận từ cư dân mạng không tin vào tuyên bố này thậm chí nghĩ rằng đặng vũ phi đang biện minh cho tình yêu tuy nhiên khi hàng loạt thông tin về đặng vũ phi cùng với video tuyên bố được công bố cư dân mạng mới bắt đầu tin vào sự thật đặng vũ phi thực sự mù quáng bỏ một vị hôn thê xinh đẹp như vậy để đi lăng nhăng nếu tôi là bạch lưu dương tôi cũng sẽ trả đũa lại thôi hôm qua tôi còn binh vực bạch tiểu thư có vẻ như hai năm trước đã có một nữ blogger tiết lộ chuyện đặng vũ vi nhưng bài viết và tài khoản blogger đó đã nhanh chóng bị xóa rồi gia đình đặng đã dẹp yên chuyện này thật tốt lâu trên tôi nhớ có ấn tượng lúc đó đang xem tin thì đột nhiên biến mất vậy thì bạch lưu Sương làm vậy thật là thỏa đáng dù người đàn ông bị kéo vào phòng không rõ mặt nhưng dáng vóc điều kiện đều hơn đặng vũ vi nhiều đẹp thì nên có được những gì tốt nhất những thông tin bị xóa bỗng nhiên tràn lan, có phải là phản kích từ nhà Bạch không? Nếu không sao Đặng Vũ Vi hôm nay lại xin lỗi ngay lập tức? Chắc chắn nhà Bạch còn nắm giữ bí mật lớn hơn, đúng là đáng đời. Nếu không phải cô phát tin, thì có phải là tề mà không? Bạch Lưu Dương nhắn tin cho anh, là anh làm mà, không phải đâu. Khi cuộc gọi từ Đặng Vũ Vi hiện trên màn hình, cô do dự một lát rồi quyết định nhận cuộc gọi. Dương Dương, vì tôi đã chủ động nhận lỗi xin em có thể gặp tôi một lần được không những thông tin bị dò dỉ lại chính là do đặng vũ phi tự mình công khai anh ta hẹn cô gặp mặt ở ven sông trước khi đi cô quyết định báo cho tề mặc biết để anh cùng đi chỉ là anh sẽ đứng ở khoảng cách không xa để dõi theo bạch lưu dương đã nghĩ rằng đặng vũ phi sẽ thực sự chân thành xin lỗi cô nhưng khi gặp anh ta cô vẫn cảm thấy thất vọng từ khi còn nhỏ cùng lớn lên với anh ta Cô chỉ cần nhìn vào ánh mắt của anh ta là có thể biết anh ta đang nghĩ gì. Anh ta nghĩ rằng nếu cô thấy sự hối lỗi của anh ta, cô sẽ mềm lòng và gặp mặt anh ta. Cho đến bây giờ, anh ta vẫn cố gắng điều khiển cô, làm sao mà anh ta có thể thực sự hối lỗi? Chẳng phải chính anh đã nói như vậy sao? Đừng sử dụng những thủ đoạn tự làm tổn thương mình để hại người khác. Nếu muốn giữ người khác thì không phải là cách của anh. Khóe miệng của Đặng Vũ Phi co giật nhưng anh ta vẫn cố giữ vẻ mặt yếu đuối duy sụp. Dương Dương, tôi thực sự biết lỗi rồi. Tôi thừa nhận rằng tôi nghĩ hôn ước của chúng ta rất là vững chắc, nên tôi đã không cưỡng lại được sự cam dỗ bên ngoài, làm những điều có lỗi với em. Nhưng tôi cũng biết em chỉ theo đuổi tề mặc để trả đũa tôi thôi. Tôi không để tâm chuyện đó. Tóm lại, chúng ta hãy quay lại bên nhau, được không? Mỗi lần anh ta nói một câu, lại tiến thêm một bước về phía cô, Mỗi bước anh ta tiến, cô lại lùi một bước. Bạch Lưu Dương lấy ra một chiếc hộp đựng nhẫn từ trong túi. Bên trong là nhẫn đính hôn của cô và Đặng Vũ Phi. Đó không phải là trang sức của các thương hiệu lớn, mà là những chiếc nhẫn handmade mà hai người bọn họ đã làm cho nhau trong chuyến du lịch tốt nghiệp đại học. Dù không đắt tiền, nhưng cô đã rất trân trọng nó. Tôi đến đây hôm nay là để trả lại cho anh. Còn có bất động sản và cửa hàng mà chú Đặng đã tặng khi đính hôn quá trình chuyển nhượng cần thời gian tôi sẽ để trợ lý gửi đến nhà đặng khi xong khuôn mặt đặng vũ phi ngày càng trở nên dữ tợn cơn giận dữ bắt đầu hiện rõ sau đó biến thành sự hung dữ anh ta giật lấy chiếc hộp đựng nhẫn từ tay cô lấy nhẫn ra rồi cố gắng đeo nhẫn vào tay cô ai cho phép em tháo ra đeo vào cho tôi em là của tôi sức mạnh của anh ta quá lớn làm cho cô đau đớn khi bị anh ta kéo tay buông tôi ra tề mặc đứng gần đó thấy cô bị kéo co lập tức lao tới ngay khi đặng vũ phi thấy tề mặc anh ta ôm chặt cổ cô kéo cô vào lòng anh ta cao hơn cô một cái đầu mỗi lần hít thở đều khiến cô cảm thấy ngạt thở và áp lực cô phải đứng gồng lên để giảm bớt một chút anh ta lùi từng bước kéo cô lùi về phía ven sông bạch lưu sương nhìn những thanh chắn dễ dàng vượt qua với vẻ mặt sợ hãi da rẻ tái mét anh đừng lại gần nếu anh còn đến gần tôi nữa tôi sẽ nhảy xuống cùng với cô ấy tề mặc ngay lập tức dừng lại thậm chí lùi lại một bước với vẻ nhượng bộ được rồi tôi sẽ không lại gần đừng làm liều mặc dù cô không thể nhìn rõ biểu cảm của đặng vũ phi nhưng chỉ nghe giọng điệu của anh ta cũng đủ khiến cô cảm thấy sợ hãi anh ta nghiến răng nghiến lợi tề mặc ngày xưa tôi nên đâm chết anh ngay từ lúc đó dương dương em không biết đâu Người trước mặt em đã từng muốn làm những chuyện bẩn thỉu với em. Tề mặc nhìn cô với ánh mắt lảng tránh trong chốc lát. Ít hầu của anh ta lên xuống. Xem đi, anh ta đang cảm thấy tội lỗi. Đặng Vũ Vi cố tình áp sát mặt cô, hơi thở của anh ta phả vào tai cô. Bạch Lưu Dương khó chịu quay mặt đi, toàn thân nổi da gà. Mặc dù cô không hiểu rõ những gì anh ta nói, nhưng cô tin tưởng tề mặc. Đặng Vũ Vi, đến đây là đủ rồi, đừng làm chuyện dại dột nữa anh ta đã kéo cô đến sát bờ sông chỉ cần lùi lại một chút thôi hai người bọn họ sẽ vượt qua lan can và rơi xuống sông vậy em hứa với tôi trở lại bên tôi tôi cũng hứa với em sau này sẽ chỉ có một lòng với em bạch lưu sương gần như không do dự khi trả lời không thể được tại sao em không thể bao dung và tha thứ cho tôi lần nữa sao tôi là người đàn ông đầu tiên của em tôi không tin em thật sự có thể buông bỏ tôi sự mặt dày của đặng vũ phi khiến cho cô buồn nôn việc đã từng yêu anh ta cảm giác như một vết nhơ mà cô không thể xóa bỏ đặng vũ phi anh chưa bao giờ là người đàn ông đầu tiên của tôi nếu anh muốn hỏi về đêm đó thì tôi sẽ nói với anh bạch lưu dương cân nhắc một hồi lâu không biết nên dùng từ gì để diễn đạt là anh tự sướng tự lừa dối bản thân may mắn là khả năng hiểu của đặng vũ phi không kém khi nghe hiểu ý nghĩa anh ta lại càng tức giận hơn. Tề mặc sẵn sàng lao vào, ánh mắt chằm chằm nhìn vào từng động tác của Đặng Vũ Phi dưới chân. Đặng Vũ Phi nhẹ nhàng cọ cọ vào mặt cô. Dương Dương, hãy cùng tôi mãi mãi nhé. Nói xong câu đó, anh ta kéo cô ngã về phía sau. Bạch Lưu Dương không thể giữ thăng bằng, chỉ có thể cùng anh ta ngã xuống sông. Đặng Vũ Phi là một kẻ điên, nước trong sông chảy rất nhanh, ngay cả khi biết bơi cũng chưa chắc sống sót được hơn nữa anh ta biết rõ cô không biết bơi thực sự muốn kéo cô cùng chết tề mặc ngay lập tức lao đến nắm chặt tay cô nửa thân trên của anh ta treo lơ lửng trên bờ để cho các cạnh gồ ghề sắc bén cào xước người máu chảy ra nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng của anh đặng vũ Phi túm chặt cổ chân cô còn cố tình kéo xuống từng chút một như thể muốn kéo cả tề mặc xuống theo có lẽ quyết định đúng đắn duy nhất của cô hôm nay là đã chọn đôi ủng ngắn bạch lưu sương xoay nhẹ cổ chân đôi ủng trên chân bị lỏng ra nhanh chóng tháo khỏi sự kìm kẹp của đặng vũ phi không còn bị anh ta kéo với sự trợ giúp của vài người dân chạy đến từ xa cô và tề mặc đều được cứu lên bờ đặng vũ phi rơi xuống sông và bị dòng nước cuốn trôi đi xa chỉ trong nháy mắt đã bị đẩy cách xa bờ khoảng trăm mét bạch lưu sương ngăn một bác sĩ định nhảy xuống cứu người anh ta không có ý muốn sống sót đừng để anh liên lụy hãy gọi báo cảnh sát đi khi cô và tề mặc đang xử lý vết thương tại bệnh viện một nhóm nhân viên y tế vội vã chạy về phía phòng cấp cứu bệnh nhân nam 27 tuổi trong quá trình đuối nước đã va phải đá chảy máu nhiều ở đầu nghi ngờ có nhiễm trùng trong não cần khẩn cấp vào phòng cấp cứu bạch lưu sương lấy điện thoại ra và gọi cho bố của đặng vũ phi sau khi xử lý xong vết thương cô và tề mặc đến đồn cảnh sát làm bản tường trình rời khỏi đồn cảnh sát đã là 3 giờ sáng tề mặc đưa cô về nhà từ cửa có thể thấy nhà họ bạch vẫn sáng đèn từ xa có thể nghe thấy tiếng cãi vã và mắng chửi bạch lưu sương mệt mỏi tựa lưng vào ghế tề mặc bây giờ mà hối hận thì vẫn còn kịp tề mặc vô cùng kiên định tôi không hối hận nhưng rồi lại có một chút lo lắng còn em có hối hận không bạch lưu sương quay sang nhìn tề mặc nở một nụ cười và nói tôi không muốn trở về tôi có thể đến nhà anh không cô nghĩ rằng nhà tề mặc có thể lạnh lẽo nhưng không ngờ lại ấm cúng hơn cô tưởng lần này là cô chủ động ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy bất ngờ trước đây khi còn ở bên đặng vũ phi cô cũng có hôn nhưng không biết có phải vì quá quen thuộc mà khi thân mật luôn có một chút ngượng ngùng đặc biệt là khi sau này phát hiện anh ta đã có người khác sự gần gũi với anh thực sự khiến cho cô cảm thấy rất là chống cự nhưng với tề mặc hoàn toàn trái ngược. Nếu không còn một chút e thẹn của con gái, cô muốn được hôn anh suốt cả ngày. Nghe nói đó gọi là sự yêu thích sinh lý. So với lần đầu tiên dữ dội, lần này nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cô cởi từng nút áo sơ mi của anh. Trên vùng bụng có băng gạc, gần trái tim, có một vết sẹo dài gần 2cm. Cô nhẹ nhàng lướt ngón tay qua vết sẹo, nhớ lại lời của Đặng Vũ Vi. Tề mặc, năm đó tôi nên đâm chết cậu. Tại sao? Đôi mắt đen của anh trở nên u ám hơn. Môi anh căng ra, im lặng một lúc rồi mới từ từ kể cho cô về chuyện đã xảy ra. Sau khi nghe xong, vết sẹo đó trở nên đặc biệt rõ ràng. Tề mặc, anh đúng là một kẻ ngốc. Bạch Lưu Sương cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo. Tề mặc lập tức run rẩy. Thời tiết thay đổi bất ngờ. Khi hai người bọn họ về nhà, ngoài trời đang mưa nhỏ. Từ giữa đêm, mưa nhỏ đã chuyển thành mưa to, kèm theo lượng mưa lớn trong thời gian ngắn. Bạch Lưu Sương và Tề Mặc ướt đẫm mồ hôi, dù anh bị thương nhưng không ảnh hưởng đến hiệu suất của anh. Cho đến khi trời sáng, tiếng mưa dần nhỏ lại, mưa phùn trở nên ngọt ngào. Đặng Vũ Vi đã được cấp cứu trong phòng ICU suốt một tuần. Do bị ngạt oxy lâu quá trong quá trình đuối nước, cộng với chấn thương ở đầu, mặc dù đã được chuyển đến phòng quan sát, anh vẫn trong trạng thái hôn mê không tỉnh lại. Các bác sĩ nói rằng nếu anh không tỉnh lại trong vòng một tháng, có khả năng anh sẽ trở thành người thực vật suốt đời. Khi gặp lại bố của đặng vũ phi, tóc ông gần như đã bạc hết. Dương Dương, chú biết mình không có quyền yêu cầu gì từ cháu, nhưng vẫn hy vọng cháu có thể vì chú mà đi thăm vũ phi một lần. Bà đặng vốn dĩ luôn mạnh mẽ, giờ đây lại trở nên tiều tụy, không thể đứng thẳng lưng, hai tay chống lên đầu gối và nước nở không ngừng. Ông lấy từ trong túi ra một tờ giấy. Đây là Vũ Vi viết khi còn nửa tỉnh nửa mê, "Chú cầu xin cháu, hãy nói chuyện với nó, nếu nó tỉnh lại, chú sẽ cam đoan để nó không bao giờ xuất hiện trước mặt cháu nữa." Chữ viết trên tờ giấy trắng lộn xộn, nếu không vì có tên cô, cô rất khó để hiểu nội dung. Dù sao cô vẫn đồng ý với chú. Cô không thể để người bề trên mà cô kính trọng quỳ xuống lại cô cầu xin. Bạch Lưu Dương mặc đồ bảo hộ và vào phòng quan sát. Đặng Vũ Phi nằm trên giường đầy ống dẫn. Vết khâu dài trên trán xám xanh tím. Trông thật đáng sợ. Cô đứng bên giường, không biết nên nói gì, chỉ gọi tên anh. Đặng Vũ Phi. Anh có lẽ nghe được, vì vậy ngón tay anh hơi cử động và chỉ số nhịp tim trên máy theo dõi có sự thay đổi. Trước khi đến đây, tôi đã định tha thứ cho anh. Nhưng thấy anh hiện tại như vậy Tôi quyết định sẽ không tha thứ ngay bây giờ Nhìn tình trạng của anh bây giờ Tôi biết tôi yêu cái đẹp đến mức nào Mà suýt chút nữa tôi cũng bị hại như vậy Anh thực sự rất đáng ghét À Hôm nay tôi đồng ý đến thăm anh Thực ra là vì chú đã cho tôi một lợi ích Anh còn nhớ bức tranh thăng bậc vô tận không? Nghe nói bức tranh đó ở chỗ anh Mà tôi rất là cần bức tranh đó Chú đã quyết định tặng bức tranh cho tôi Như một sự đền bù Không quá đáng chứ còn nữa, đây là ngàn sao anh đã tặng tôi khi tôi 10 tuổi. Anh đã hứa với tôi rằng mỗi sao được dùng sẽ thực hiện một điều ước của tôi. Còn lại vài ngàn sao, hôm nay tôi sẽ dùng nó để thực hiện điều ước cuối cùng. Đặng Vũ Vi, hãy tỉnh lại đi. Chú không thể sống thiếu anh. Nếu anh một lần nữa vi phạm lời hứa với tôi, tôi thực sự, thực sự sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Bạch Lưu Dương đặt lọ sao lên đầu giường, rồi quay lưng ra khỏi phòng. Khi rời đi, cô đi qua trạm y tá, hai nữ y tá vội vã chạy vào phòng quan sát. Dường số một của đặng Vũ Phi có dữ liệu dao động lớn, nhanh chóng thông báo cho viện trưởng và các bác sĩ chủ trị. Tin tức về đặng Vũ Phi đến với cô một tháng sau đó. Nghe nói mặc dù anh đã tỉnh lại, nhưng không thể tự chăm sóc bản thân, trí tuệ còn lùi lại đến mức của một đứa trẻ 3 tuổi. Ba đặng đã đưa anh ra nước ngoài, kể từ đó cô không còn nghe thấy bất kỳ thông tin gì về gia đình đặng vũ phi nữa về việc đồng đức tài gửi hàng giả chỉ là một nguyên nhân châm ngòi bạch kiến minh lần theo manh mối và phát hiện ra rằng nguyễn diễm kiều và đồng đức tài từ đầu đến cuối đều đang âm thầm tính kế ông nguyễn diễm kiều và chồng cũ của bà ta thực ra chưa bao giờ ly thân vì chồng cũ suốt ngày đắm chìm vào hội họa mà không bán được bao nhiêu tiền nên nguyễn diễm kiều đã để anh ta bán tranh giả để kiếm lời sau đó, Nguyễn Diễm Kiều trở thành giáo viên dạy đàn piano của cô. Nhận thấy có cơ hội tiếp cận với tầng lớp thượng lưu qua Bạch Kiến Minh, bà ta đã làm một cuộc ly hôn giả với chồng cũ, quyến rũ Bạch Kiến Minh, và sau đó kết hôn vào gia đình họ Bạch. Chỉ nhờ vào việc giới thiệu các bà chủ giàu có đến phòng tranh của chồng cũ, bà ta đã kiếm được không ít tiền. Sau đó, bà ta đã sắp xếp đồng đức tài vào công ty Bạch, bắt đầu nhắm đến tài sản công ty và khách hàng Lẽ ra với khả năng của Nguyễn Diễm Kiều, chuyện này vẫn có thể được bà ta xử lý qua được. Nhưng qua việc này, Bạch Kiến Minh đã phát hiện ra rằng một nhà đầu tư trước đó của công ty đột nhiên xảy ra tranh cãi với ông, dẫn đến việc kêu gọi vốn giai đoạn đó thất bại. Nguyên nhân là vì nhà đầu tư đó nhận được hàng giả từ Đồng Đức Tài. Nhà đầu tư này vốn đã thường xuyên bất đồng ý kiến với Bạch Kiến Minh, nhưng không đến mức gây tranh cãi lớn, mà giờ đây lại cho rằng Bạch Kiến Minh cố tình làm nhục ông. Ông ấy rút vốn, khiến nhiều nhà đầu tư khác cũng rút theo. Bà cô coi sự nghiệp quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Nguyễn Diễm Kiều không chỉ lừa gạt tài sản và tình cảm, mà còn suýt làm sụp đổ cả công sức cả đời của ông. Ông đã không một chút do dự, kiện Nguyễn Diễm Kiều và con gái ra tòa. Chồng cũ của bà ta cũng bị bắt với tội danh lừa đảo, phòng tranh bị phong tỏa. Có lẽ vì một người phụ nữ nhỏ hơn mình 10 tuổi đã làm cho cả gia đình và công ty rơi vào hỗn loạn, bạch kiến minh có chút không tự tin trước mặt cô hoặc có lẽ vì mối quan hệ của cô với tề mặc bạch kiến minh đối xử với cô tốt hơn nhiều thỉnh thoảng cô cảm thấy mình như trở lại thời thơ ấu nhưng dù vậy cô cũng không thể như trước đây mà nũng nịu với ông thậm chí khi ở bên nhau vẫn có chút ngượng ngùng nhận thấy sự không thoải mái của cô bạch kiến minh ngượng ngùng cười vội vàng giả vờ bận rộn thực ra hôm nay cô về là để dọn dẹp đồ đạc vì lễ cưới của cô và tề mặc đã được chuẩn bị cô muốn dọn một số đồ đạc về căn hộ mới của hai người bọn họ trước ba sau này ở nhà một mình hãy tự chăm sóc bản thân nhé ừ ừ ba sẽ làm vậy dù các công việc chuẩn bị cho đám cưới vẫn đang chạy đua với thời gian nhưng cuối cùng ngày cưới của hai người bọn họ vẫn được ấn định vào nửa năm sau tề mặc nói rằng dù rất muốn kết hôn sớm với cô nhưng anh không muốn vì vội vàng mà làm cho đám cưới không hoàn hảo. Dương Dương, sao chúng ta không tặng khách hai phần quà lưu niệm nhỉ? Một phần khi vào cửa, một phần khi ra về. Tề Mặc đã nghiên cứu hai bộ quà lưu niệm này khoảng một tiếng đồng hồ, nhưng vẫn chưa quyết định được bộ nào. Bạch Kiến Minh đột nhiên quyết định chuyển toàn bộ cổ phần của ông cho cô, như một phần của cổ hồi môn. Vì vậy gần đây cô bận rộn không kịp thở. Trong khoảng thời gian chờ phê duyệt tài liệu Cô liếc nhìn qua một cái. Được đấy, em thấy khá tốt. Nhìn thấy cô có vẻ hời hợt, tề mặc cảm thấy hơi buồn. Em thực sự muốn kết hôn với tôi không? Nhìn thấy vẻ mặt tuổi thân của anh, cô thực sự muốn để nhân viên của tề ra thấy. Tổng tay của họ đang như một bà vợ nhỏ. Bạch Lưu Dương gấp máy tính lại, nhìn tề mặc một cách nghiêm túc. Ngày mai là ngày anh đã thích em được 5.200 ngày. Vậy thì chúng ta hãy đi đăng ký kết hôn đi cô đã hỏi tề mặc nhiều lần liệu anh có phải đã thích cô từ lâu không nhưng anh luôn cố tình làm cô hồi hộp mà không nói hôm đó khi về nhà dọn dẹp đồ đạc cô đã lật lại sổ lưu bút từ thời tốt nghiệp trung học bạch lưu xương nhớ là cô đã yêu cầu tất cả các bạn cùng lớp viết vào đó và cô nghĩ cũng bao gồm cả tề mặc sổ lưu bút này cô cũng đã lật qua vài lần nhưng trước đây không dừng lại quá lâu ở trang của tề mặc nên không phát hiện ra điều gì đặc biệt cả ở mục thông tin liên lạc, Tề Mặc đã để lại hai số điện thoại. Một là số điện thoại anh đang sử dụng đến nay, số còn lại nhìn kiểu gì cũng không phải là định dạng của số điện thoại. 114 464 972 22.555976 Cô mở trang web và nhập dãy số này vào ô tìm kiếm. Kết quả hiện ra làm cô phải thót tim. Bản đồ vệ tinh tự động khớp với tọa độ này hiện ra là một hòn đảo hình trái tim có tên là Đảo Tình Nhân. Nếu đây là một sự trùng hợp, thì vần khi chú không thể chỉ là sự trùng hợp. Lần đầu gặp em, nhiệt độ cơ thể tôi là 38 độ 6. Shakespeare đã nói, nếu lần đầu gặp một người mà nhiệt độ cơ thể là 38 độ 6, thì đó chính là tình yêu xét đánh. Ừ, lúc đó tề mặc cũng khá là lãng mạn. Vườn Hoàng gia, qua bàn tay khéo léo của các nghệ nhân cắm hoa và nhà thiết kế cảnh quan, dường như đã biến thế giới thực thành một bức tranh sơn dầu. Bạch Lưu Sương nắm tay tề mặc, dưới những lời chúc phúc của khách mời, bước qua khu vườn và tiến vào một cung điện cổ kính. Bên trong cung điện được trang trí lộng lẫy, âm nhạc du dương, ánh sáng rực rỡ như trong mơ. Dưới sự chứng kiến của mọi người, hai người bọn họ trao nhau nhẫn cưới. Tề mặc tay run lẩy bẩy, nhớ lại thấy cô còn không thể cắm thẻ phòng chắc chắn, anh đã từng cười chê cô kém cỏi Bạch Lưu Dương khẽ nắm lấy tay tề mặc Cuối cùng cũng gắn nhẫn vào tay anh một cách run sẻ và chế nhào anh. Kém cỏi Tối đó cô bị anh đè lên giường. Anh thậm chí còn kích thích cô ở những chỗ nhạy cảm nhất của cơ thể. Em nói đi, ai mới là người kém cỏi Mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe phần ngoại truyện. Nghe nói Bạch Lưu Sương không đến lớp thể dục vì cơ thể không khỏe. Tề mặc bỗng nảy ra ý định trốn lớp thể dục anh trèo qua cửa sổ phòng thiết bị của phòng thể dục không quên ghé qua phòng y tế lấy một chai thuốc bạc hà thời tiết đóng bức như vậy cô ấy bị cảm nắng hay là đang đến kỳ vậy nên anh lại ghé qua quán nhỏ mua một cốc nước đường đỏ ấm khi bà chủ gói đồ cho anh bà cứ định nói rồi lại thôi cuối cùng không nhịn được mà nhắc nhở thời gian trung học là giai đoạn quan trọng nhất vẫn nên tập trung vào việc học tề mặc nhận lấy nước đường đỏ không cần tập trung vẫn là học sinh giỏi nhất lớp. Trong lớp học, Bạch Lưu Sương đặt một tay lên bàn, tay còn lại đặt lên bụng, gục đầu xuống bàn và ngủ tiếp đi. Trong lớp học thực ra không yên tĩnh lắm, quạt trần trên đầu quay chậm chậm, thỉnh thoảng phát ra tiếng rít rít. Còn có giáo viên dạy lịch sử địa trung hải ở lớp bên, cái loa nhỏ kêu réo rất ồn ào. Nhưng tề mặc vẫn như kẻ trộm, bước chân nhẹ nhàng đi vào lớp học, ngồi xuống ghế phía trước Bạch Lưu Sương, cô gái với đôi lông mày mềm mại hơi nhíu lại chắn có chút mồ hôi nhỏ làm ướt những sợi tóc trên trán nhưng nhịp thở đều đặn cho thấy cô đang ngủ say tề mặc đặt nước đường đỏ lên bàn của cô rồi không kìm được mà cứ nhìn chằm chằm vào cô lần đầu tiên gặp bạch lưu sương tề mặc cảm thấy như tim mình ngừng đập một lúc rồi lại đập loạn nhịp anh đã nhiều lần dũng cảm nhưng chỉ dám nói chuyện với cô khi thu bài cô gái chăm chú chép bài vô tình viết nhầm tên người khác vội vàng dùng bút sửa lỗi. "Thôi, học sinh lớp 10 viết sai tên của mình cũng là chuyện thường, đúng không?" Bạch Lưu Sương ngẩng lên hỏi anh, ánh mắt khao khát tìm kiếm sự đồng cảm. Vậy nên Tề Mặc, học sinh giỏi nhất lớp, lúng túng gật đầu, thậm chí còn không ngại nói dối. "Tôi cũng thường viết sai tên của mình." Bạch Lưu Sương mỉm cười với sự đồng cảm. "Tề Mặc, anh thật tốt." Tề Mặc bất chợt tỉnh lại, không biết tại sao mình lại gần Bạch Lưu Sương như vậy đôi môi của anh run rẩy chỉ cần thêm một chút nữa là có thể hôn vào mặt cô quần đồng phục bị anh nắm chặt đến nhăn nheo khi thả ra vải trên đó còn dính một lớp mồ hôi mỏng tề mặc đột nhiên tỉnh táo lập tức thẳng lưng đứng dậy cảm giác chỉ thiếu 5 mm nữa thôi là anh đã suýt hôn cô rồi từ góc nhìn của anh có người đứng ở cửa sau lớp học tề mặc lập tức đứng dậy ngượng ngùng bỏ chạy sau lưng vang lên từng bước chân đuổi theo tề mặc quay lại đúng lúc bị kéo vào nhà vệ sinh nam với sức lực của anh không phải không thể chống cự nhưng khi nhìn thấy gương mặt của người trong gương tề mặc lập tức giảm bớt sức lực trong tay đặng vũ phi được cho là bạn thanh mai trúc mã của bạch lưu dương và đã được định ước từ nhỏ trong lúc có thời gian rảnh đặng vũ phi dùng sức đâm cái thước kẻ bằng kim loại và đối phương thực ra đó chỉ là một dụng cụ học tập anh tiện tay lấy từ bục giảng không ngờ lại sắc bén như vậy nhưng khi thấy sắc mặt của tề mặc bỗng trắng bệch chiếc áo sơ mi trắng trước ngực bị nhuộm đỏ một mảng lớn anh chỉ cảm thấy tề mặc đáng đời đừng để tôi thấy cậu có ý định gì không tốt với lưu dương nếu không lần sau đâm cậu không chỉ bằng một cái thuốc kẻ đâu tề mặc hồi nhỏ từng bị bắt cóc bọn bắt cóc nhốt anh trong một căn phòng không có cửa sổ anh không thấy sự thay đổi của ngày đêm cũng không cảm nhận được sự trôi qua của thời gian bị bắt cóc suốt một tháng nhưng cảm giác như đã qua 10 tháng vậy. Kể từ đó tề mặc bị tổn thương tâm lý, không muốn xuất hiện ở những nơi đông người, cũng không thích thể hiện bản thân trước đám đông, càng không muốn tranh luận với ai. Anh cảm thấy những điều đó sẽ mang đến nguy hiểm cho mình. Để bảo vệ anh, ông tề cũng ít khi để tề mặc lộ diện. Ông đã mời các bác sĩ tâm lý hàng đầu thế giới, nhưng bác sĩ chỉ khuyên tề mặc tham gia các hoạt động tập thể như đi học, nhưng sau đó Tề Mặc lại rất thích đi học, vì ở trường có một cô gái mà anh thích, tên là Bạch Lưu Dương. Ông Tề rất vui mừng, tưởng rằng con trai đã hoàn toàn vượt qua nỗi đau trong quá khứ. Nhưng một ngày nọ, Tề Mặc trở về với một vết thương, bụng trên bên trái bị một vết rách sâu, chỉ dùng vài tờ giấy vệ sinh để băng lại. Dù ông hỏi thế nào cũng không chịu cho biết chuyện gì đã xảy ra. Ông Tề lập tức đoán rằng Tề Mặc chắc chắn đã bị bạo lực học đường ở trường. Lập tức muốn đến trường để đòi một lời giải thích, nhưng bị Tề Mặc ngăn lại. Vì anh sợ, sợ rằng Bạch Lưu Dương biết rằng anh bị thương là vì cố gắng hôn cô, anh cảm thấy mình đáng bị như vậy. Ít nhất lúc đó anh đã đổ lỗi cho bản thân. Dù đau lòng, ông Tề cũng chỉ có thể thỏa hiệp với Tề Mặc. Âm thầm cử người bảo vệ anh. Khi Tề Mặc tốt nghiệp lớp 12, ông Tề cũng phải đi nước ngoài để mở rộng kinh doanh, vì thế Tề Mặc cũng theo ông ra nước ngoài. Gần 10 năm trôi qua, trong lòng tề mặc, Bạch Lưu Dương như một đích đến. Mỗi lần vượt qua một chứng ngại tâm lý, anh cảm thấy mình gần đến đích hơn một bước. Cho đến khi cuối cùng gỡ bỏ tất cả những rào cản tâm lý. Điều duy nhất anh không quên được là cô gái mà đến giờ nghĩ đến vẫn làm trái tim anh đập loạn nhịp. Anh quyết định chỉ cần cô ấy chưa kết hôn, dù có phá bỏ hôn ước như thế nào, anh cũng phải cố gắng một lần. Thế nhưng anh lại chậm một bước, ngay khi trở về nước, anh nghe nói cô ấy sắp kết hôn với Đặng Vũ Phi, thành mai trúc mã, từ trường học đến áo cưới. Suốt 20 năm, họ vẫn chọn bước vào cổng hôn nhân cùng nhau. Cô ấy chắc chắn sẽ rất hạnh phúc, phải không? Tệ mà cố gắng dùng rượu để làm tê liệt cảm xúc của mình, nhưng vẫn không ngừng tưởng tượng đủ điều. Nếu anh từng dũng cảm hơn một chút, nếu anh trở về sớm hơn một chút, liệu kết quả có khác không? Liệu rằng người kết hôn với cô sẽ là anh khi đang mơ mộng như vậy, bạch lưu xương đột nhiên xuất hiện trước mặt tề mặc. cô còn kéo cổ áo anh và vụng về hôn anh. tề mặc cảm thấy rượu quả thật là thứ tốt, dù là ảo giác cũng có thể chân thực như thực tế. nhưng khi anh nhận ra đây không phải là giấc mơ, anh nhìn vào gương mặt say ngủ của bạch lưu xương trong vòng tay mình. làm sao tôi có thể buông tha cho em? quý vị khán thính giả thân mến. Bộ truyện ngôn tình hấp dẫn ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Hạ Vũ rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh YouTube nghe audio truyện ngôn tình để chúng mình có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Kính chúc quý vị thật nhiều niềm vui, sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bộ truyện mới tiếp theo.